cái mặt nó xào xào. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Buổi sáng mùa thu mưa bay lất phất ha mọi người. Sáng ra thì ba Chi đã chở Chi đi học rồi cô chú anh chị, còn Kim thì hôm nay Kim quyết định là sẽ đi mua sắm cô chú anh chị. Không phải là mua sắm quần áo ha mọi người, mà mua đồ dùng trong nhà bếp ha cô chú anh chị. Kim rất là mê mua những cái đồ dùng trong nhà luôn, còn hơn là mê sắm đồ hiệu quần áo nữa cô chú. My salary. Cô chú anh chị nghe Tony nói là chuyển khoản lương cho Kim nghe có buồn cười không mọi người? Thật ra là khi mà Kim mới qua đó là Tony không có muốn Kim đi làm, muốn Kim ở nhà chăm con rồi chăm sóc nhà cửa đó. Thì anh nói là mỗi tháng anh sẽ chuyển khoản lương. Nhưng mà cái phần đó giống như là cái phần thưởng của Kim hết cô chú anh chị. Thì cái phần tiền đó thì Kim dành để tiết kiệm hay làm gì cũng được, gửi về Việt Nam cho gia đình hay là muốn làm cái gì với số tiền đó cũng được hết trơn á, ảnh sẽ không có can thiệp. Nhưng mà thường thì Kim sẽ tiết kiệm và gửi về Việt Nam cho gia đình, hoặc là Kim sẽ đóng tiền bảo hiểm nhân thọ, tại vì Kim có mua ít gói bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam cho gia đình Kim á. Còn ở bên này thì giống như ăn uống, mua sắm, tiền đi học hoặc là sắm sửa quần áo gì đó là tất cả là Tony lo hết, còn cái phần thưởng đó là của Kim ha. Ngoài cái tiền lương đó ra thì mỗi lần mà Tony có tiền thưởng đó, hàng quý đó với lại cuối năm là Tony điều chuyển cho Kim cái phần thưởng thêm nữa ha cô chú anh chị. Kim rất là thích đi shopping, đi vô mua những cái đồ dùng trong gia đình này cô chú anh chị, những cái đồ trang trí nhà cửa rồi những cái gì cần dùng trong nhà đó Kim rất là mê luôn. Nhiều khi đi ngắm được cũng được nữa cô chú. Mình đi ngắm xong rồi cái mình về mình suy nghĩ là mình thích cái đồ gì, xong rồi lần sau mình sẽ đến mình mua, chứ không nhất thiết là mình đi một lần xong rồi mình mua hết mọi người. Như vậy thì nhiều khi á về mình không có xài cái rất là phung phí. Bên đây có bán rất là nhiều loại đèn cầy của chú anh chị, từ hình dáng cho đến màu sắc rồi mùi hương nữa. Ở bên này buổi tối hoặc là mùa đông đó, người ta đốt đèn cầy rất là nhiều của chú anh chị, vừa giúp cho cái nhà mình có cảm giác ấm áp và vừa mang lại cái hương thơm ở trong nhà nữa hả cô chú.
school? Fish that looks like a chicken fish nugget. And chips. Fish finger, you mean? No. Do you? They have fish and chips, but the fish is like a chicken nugget. Ah, okay, that's fish finger. I mean like the tip. What? It's like a cod bite, babe. Like the tip what we ate last night. No. No, no, like cod this. Cod bites, babe, that we used to buy from the shop. I'll show you. Ok, mà ngon không? Uh-huh. Rồi có uống sữa không? Ngon quá. Ngon quá. But they don't have milk in lunch time. But in the morning? No, they have milk when we go back inside. Oh, ok. When we don't go back rồi, in lunch bữa nay time. Ăn fish and chip rồi ăn gì nữa? I have the banana yogurt with it. Yogurt. No, this is the same yogurt what we have at home. Okay, what do you know? This is the same taste. Okay. Rồi có uống nước trái cây gì không? Orange. Orange juice. Nước cam rồi, có ăn trái cây không? Fruit. Grapes. I have loads of grapes. Nho, ăn nho. Ăn nho nhiều quá. Ăn nho nhiều lắm hả? Nho gì, nho xanh hay nho đen? Nho đen. Nho đen hả? But they only have... Nho đen, what's your đen? Black grape. I only have... They only have black ones. Ok. Ở cái mặt... Mặt nó xào xào. Con chào mặt cô chú chưa? Xin chào con mặt cô chú. Ok. Xin chào con mặt cô chú đi về rồi. Con đi học về rồi bây giờ. Chiều thứ 6 cô chú ơi, đón Chi đi học về xong rồi đi shopping mua đồ ăn luôn hả cô chú anh chị. Tuần sau là Tony sẽ bắt đầu đi công tác nữa rồi đó mọi người. Cái gần cái khu này là có tới 3-4 trường học lận cô chú anh chị. Cho nên mà buổi sáng cái giờ mà đi học với lại cái giờ tan học nè, rất là đông luôn. Trường học của anh Hai Chi ở đây nè. Xích xích lên đây chút xíu. Anh Hai Chi đi bộ cũng đi về cái hướng này luôn cô chú anh chị. Làm sao? Why did you cry? And then, after that, Lily and then Emma and Lottie was laughing at me. And then Evelyn said, no, that's not nice. She did this. Good. So Evelyn, your best friend then? Yeah. And then we go to the book earlier. I put the this map away like we've got at home. I love London, isn't it? And then I put a swirl, swirl, and then put it in the book. And someone read the story. And then there's a map. The map gì? Bản đồ. No, a map like someone ripped, like everyone ripped all of the paper off. And then I saw a map. And then I hide it in the book again. And then I move the chair like a cafe, like this. Move the chair like this. And then move the chair like this. And then the table was here. And then I moved it to there. Like a cafe. Well, Evan called it a house cafe. Okay. With a bed. House cafe with a bed? Yeah. I love that. Chế đi học vậy đó, nói chuyện như chim én. Ôi lộn, nói chuyện như con gì, nói chuyện như con vẹt kìa đó. Nói lê lẹ luôn cô chú anh chị. First day, they were coming up with me. I said patient again. Oh, you were patient again, were you? Well, you're no. Not always patient, babe. They will be patient. Vice President gonna look dead. Ba chị mới vô mua một bộ vest để đi làm nè cô chú anh chị. Hey. Xong rồi bây giờ sẽ đi mua đồ ăn sau. VP gonna look good. Yeah. I wanna try this one. Hồi cái đó ghê quá hả? Oh, mua mặt. Rồi để vô cái mặt kia coi. Đâu, để cái coi. Ai trời ơi, trời. Oh.
À dạ bé con. Chú đang ngồi đợi ba cho Chi tính tiền cô chú anh chị ơi, tại vì em Chi giống nhoi quá nè, nó chạy tùm lum nè, cho nên là phải ngồi đây với Chi nè cô chú anh chị. Bữa tối nay chị có pizza với lại cái này thịt gà hả cô chú anh chị? Bữa tối nay Kim có sushi hả cô chú anh chị, này có rong biển tươi nữa nè, có gừng ngâm chua hả cô chú anh chị, nước tương và wasabi Kim mua được ở siêu thị Tây đó mọi người, mời cô chú anh chị nha.